người tặng quà dễ thương. Đây, merci hai đứa. Mẫu quà của Khanh nè. Tôi rung động quá. Mở nhà lên ca đi. Bông hả? Đúng rồi Nguyên. Mở đèn nữa. Có đèn không? Có đèn chứ. Cho dễ thương vậy. Ôi dễ thương dạ. Này cho cô Tu này nó tặng là có ý đồ. Ý đồ gì? Ý đồ gì chị? Con có ý đồ. Chị Ben mua đó. Chị Ben mua chứ con có ý đồ gì? Nó xài là chính luôn. Chị Ben mua. Mở quà con nữa. Trời ơi có thèm nữa đây. Nè. Con Tu nó tặng. Thì bị xấu đi chị. Trời dễ thương quá. Chụp này cho mẹ. Bé em nhiệm vụ bé em sống ảo cho tao. Quà của con gái. Để bé em chụp. Nhưng mà chữ của ai chữ nó luôn. Ai? Chữ nó tự đó, ghi hết mà. Bé em làm ảo cho tao cái đó bé em. Chữ tao hả? Không chữ bộ vậy. Thôi của bé em nè. Anh chín tư. Bánh quà của con. Bánh con phải đứng con ghế. Tao mở quà của con sao? Tại sao? Tại rất là dễ thương. Nghe vậy? Rất là dễ thương. Quà của ba là mở rồi đó. Ủa thật này mẹ hộp đẹp quá. Ừ, cái này dễ thương của con gái là của bé em, thành quả của bé em. Hai đứa hình này làm sao ảo cho tao là quà của con. Con đang quay. Đây là quà của chồng bà để cho ra. Thôi thôi rồi. Mở ra. Mở ra, con chị Ben à. Nó dùng luôn. Nhiều lúc tao muốn. Mở ra. Tao muốn sống ảo lắm mà không được. Mở ra. Mở cho gom lại cái túi này nha. Mở. Rồi. Mở ra. Từ đây, mở qua. 1 2 3. Mở. Nhớ quăng ra. Cái gì đây? À, để mẹ mở. Nó đụng. Cái gì đây? Mở ra. Từ từ. Mọi người cứ bình tĩnh. Ồ, con Tu với thương hệ. Con Tu là bé em lựa đó. Con đâu được đi. Ồ, cái Phong Linh hả? Ừ. Thôi dễ thương nhờ. Con à. Dạ. Ê nè, treo được nè. Này treo được, tháo này nè. Này là cái tháo sao? Hai cái chuông á. Thôi, đeo cái chuông đi. Không phải, tháo cái giấy vào chuông ra. À, hiểu rồi. Mấy người này nhung thế. Tháo nhẹ thôi. Được cũng nghe. Mình sẽ treo. Được cái yên nha. Dễ thương quá. Thấy dễ thương không? Dễ thương. Chị Ben lộ cho chị của em một người đẹp nhất luôn á. Quà của con gái tôi dễ thương quá. Con không được đi cho con được lựa. Rồi lấy cái đồ đốt kìa. Lấy đốt đi Tu. À quên rồi, xin đồ đốt. Mẹ mai mốt hỏi mẹ từ mẹ hai bên cho mẹ. Ngày hôm nay ta cùng học thăm nơi đây. Mọi bên nhau ta học mừng sinh nhật. Con gái tôi. Hai ba ta cùng thôi. Để cho mấy em, để cho mấy em chụp cái ảnh này. Cái này thì chắc nhớ chụp cái này nữa.